rồi rồi đấy. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bạn em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Bạn đây ạ, bạn đây dễ lắm nó tàu hóc nếu nó ở và ở ba cái chập tắt mà mắt thử lên lên máy tỏ ạ, lên bước đó chút lỗ lên đi chút một mà đi nè. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu hoàn thiện thêm một số công việc nữa còn đang dang dở của bác này. Ông thì vừa rồi cũng lên đây. Ui, xít bảo nó dê nổ. Ông thì mặc trong thì mặc cái áo mà được bác Tiên gửi cho được của bác này. Dê bạn hát khảo chào bóng cắm mồ. Nhông rong nữa. Nhông rong này mua miền vay đấy. Rong đấy. Ông thì hôm nay rất là vui vẻ của bác ạ. Ngày một ngôi nhà của mình được hoàn thiện thôi. Hôm nay thì trời khá là nắng của bác. Nắng như này thì không biết là bây giờ cháu đang Lực đang do dự là lắp cửa xong thì cháu Lực mới đi vào sơn được các bác. Hãy phần sân thì mấy anh em cũng đã hoàn thiện xong là gần xong rồi các bác. Ngày mai thì cháu Lực sẽ đi vào và đổ thêm cái phần sân này để cho nó hoàn thiện xong hết tất cả mọi cái. Đây. Bây giờ Sử ạ, anh em mình đi lấy cái ván gỗ ấy, anh em mình quay chỗ này lại để ngày mai mình lên là mình đổ nền đấy luôn. Vâng. Đấy. Em gửi một lời chào đi. Vâng. Cho Sự xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Rồi. Đấy, thanh niên Sử là phải nói là một thanh niên mà đang được rất là nhiều sự quan tâm của các bác dành tới cho ba ông cháu. Nè, dê mà nên dê béo quá, chẹp ơn mà. Mặc theo thay không? Thì bao bức tôi hơi xử tôi bây giờ lạc mấy này một tu à? Này, ở đây tầm thám bao nhiêu túi mày nè? Sân nè? Ở đây thì cái chỗ nào mà cao quá các bác thì cháu Lực với lại ông với lại em Sử là đổ thêm một chút phần gạch vào nó các bác này. Ở đây thì có thể là cái phần này đang cho nó cao hơn một chút các bác để sau này là lúc mà nó chặt là cái phần đất nó xuống thì nó sẽ bằng phẳng ở trên này rồi. Còn xem chỗ nào thấp thì mình xúc vào Sử nhờ. Bây giờ là Sử đi chuẩn bị làm mấy tấm ván nhá. Để mình tí mình làm lại thêm cái đường ránh này nữa. Đấy, ránh xung quanh mọi cái là mình đóng ván vào hết. Đấy, tí phải đào qua một chút đây nhờ. Đấy, bây giờ mình phải hót đã. Đấy, dọn dẹp lại ở chỗ này một chút. Những cái xô chậu này bây giờ không còn dùng đến ấy. Xô này thì sau này chỉ có lại đựng rác thôi cô bác ạ. Nó bị dính xi hết rồi.
Đấy, mấy cái cành củi này thì có thể là sau này tận dụng lại là để mà mình làm củi luôn cô bác ạ. Ôi, cái chỗ này là bị tắc rồi à? Ở đây có một cái ống mà. Nọ anh bảo các anh là để ở đây cho một cái ống ở đây nữa. Đấy. Hót, mình hót cái ránh xong là tí mình đặt cái này lên này. Đấy, bà cháu là mỗi người làm một công việc đấy cô bác. Thời tiết hôm nay thì khá là nắng nóng đấy cô bác này. Đấy, mấy cái bao tải này thì cũng bị thủng hết rồi cô bác, bị hỏng hết rồi. Anh đổ nước đây đấy, xử nhá. Đổ đây đấy nhá. Cái này thì sau một quá trình thì bây giờ cũng đã gọi là hỏng hỏng một chút rồi cô bác ạ. Nào, xử đi. Đeo tí, xử thì hôm nay có vẻ là rất đẹp trai cô bác. Không phải là hôm nay mà là hôm nào cũng đẹp trai luôn. Xử có thấy mình đẹp trai không? Thấy hả? Không thấy đâu. Không thấy đâu á? Xoay gương nhá. Này á tao va chật thế gì à? Va chật thế tao vai mắt liệu va tỏ yếu. Cái phương tao đổ cái chú bồ, cái chú bồ tô này rồi. Sao nào nằm có tâm bánh trí rồi á? Sao à? Này đây bạn nó vang chập thề nó lắc không nhú, đừng lâu chút. Ôi, bây giờ nào cái chỗ đấy kệ kệ nó đi xử rồi tí mình hót sau. Bây giờ mình cứ đặt là cái tấm ván này nhá. Mình đặt luôn từ chỗ này này em ạ, mình đổ luôn từ đây này. Đấy, đổ cho nó thẳng luôn. Đấy, bây giờ mình đặt cái tấm vào phía trước nhá. Đấy, em mà cầm đi một đợt thủ đoạn. Vâng, bên này cũng được. Đây, phải hót ở chỗ này một tí nữa sửa. Đây, anh hót đây một tí đó. Đặt xem nào được chưa em? Chắc xử phải hót rồi. Hót của chú xử một chút cho nó cái ránh to to một tí. Cái chỗ này này. Đấy, hỏi em đến đây. Đấy. Dạ, bảo thế mấy mấy dạ, chụp thế ạ. Dạ. Dạ, lâu và lắng nè, lắng này bật pin à, lắng cả mấy này bật đây. Đấy, mình bây giờ thì hôm nay mình cứ chuẩn bị trước, thì có thể là đến ngày mai thì mấy anh em mới đổ được rồi cô bác ạ. Có thể là một tí nó sẽ đổ được đằng sau thôi. Được rồi nhà? Vâng. À, cho một tí nữa, từ, đủ anh một tí nữa thì nó mới...
Ok chưa? Được. Được chưa? Bây giờ sửa kiếm là chặt ba cái cây nhá. Rồi mình đóng vào ấy. Ôi. Đây ở phần ở phần sân này các bác này, thì hiện tại là kè thì cũng đã kè được một chút lên rồi. Còn ở dưới cái phần là đáy đó các bác này, thì là mấy anh em trong lúc mà vừa đào nền thì đã vừa đặt đất vào rồi. À không, vừa cho đá vào chứ các bác, chứ không phải đất. Vừa cho đá rồi. Ở đây thì cháu Lực nói rất là nhiều rồi. Đồng bào dân tộc Mông thì có một cái kỹ thuật mà kè đá ấy, kè rất là chắc chắn. Cho anh khai mình đẩy nguyên mình đóng ở bên ngoài thôi. Đã bé nó bị tật những gì rồi để nó lên rồi. Này dê mặc sai hột này chống đi xe vô nữa không? Là sau bị lộ bên này. Bây giờ lại là từ đây nhá, xử nhá. Từ đây nhá, đi ra kia nhá. Này dê mắc xe này. Dê mắc xe này hột hột nữa dê. Dê mắc xe hột này chống xe vô hả? Thật ra anh cứ thật thật lại cho sổ xe vô này. Đó là tại xử cô đi mặc thái ở cái dê bực đâu chút lùa ngài. Họ phân lý khổ nè. Chờ, chờ dễ, vô hót nó sai, tôi đi xe nè. Thôi anh cho cháu sửa xe nè. Ông thì cũng muốn là hộ anh em một chút thôi cô bác. Nhưng mà không biết là làm gì là phải hỏi đó. Chỗ này là sau này chắc là phải để đổ thêm một cái nắp cống ở đây để sửa nhờ. Vâng. Sửa có biết nắp cống không? Cái nắp để mình đi xe đi xe qua. Có ạ. Đấy. Giờ đặt thêm một tấm ván gỗ ở đây là ok rồi chứ nhỉ? Vâng. Ngày mai thì mình đổ cái đá này ra nhỉ? Hả? Đá này á? Đá này chắc mình đàn cái ván gỗ thẳng vào. Đúng rồi. Đá này thì mình bỏ ở đây sửa. Được rồi nha, anh dọn dọn đây ra. Nó bớt cây cối đó. Ui. Nào. Ai ba. Đây còn cái số phần bột đá này cô bác này. Bột đá này thì đổ phần sân ấy thì chắc là này không có dùng hết. Đấy nhưng mà cháu được xế vẫn cứ để đây tại vì là ở bên kia là không có chỗ để nữa. Đấy, có thể là bảo em trừ xúc ra bao tải xong là để vào đâu một chỗ cho nó gọn gàng. Thì sau này khi mà em xử muốn làm cái việc gì ấy thì có đá này, có thêm cát này để em ấy làm. Này bằng dê hổ sai này tốt tốt đến nhà dê này.
Đấy. Đào xuống một tí sử nhờ. Đào chỗ chân của sử ấy. Cái nguồn nước này thì sắp cạn rồi đấy nhỉ? Vâng. Đóng nha. Vâng. Ui, nó phải đá. Đây mình xếp gạch vào đây được không nhỉ? Xếp gạch vào đây đi xử nhỉ? Không cần đâu. Cho đất vào à? Cho đất vào thẳng đi được. Còn ở phần nào ở trên này nữa? Cái này thì lấy một tấm ván ngắn rồi. Đấy, còn về cái phần sân này quá, phần sân thì hôm nọ là một số bác gửi cho Lực là hơn 20 triệu để làm tiền sơn đấy. Làm tiền sơn và cho Lực cũng đã xin các bác rằng là còn dư một chút, cho nên là cho Lực sẽ mua xi về thì để cho Lực tự mà mấy anh em là trong tự đổ luôn các bác, có thể là nhờ được thêm 1-2 người nữa ra là cùng đổ, tại vì là cái phần là sân này bây giờ nếu mà thuê người ta thì rất là đắt cô bác ạ. Đào thêm một tí không? Đào xuống một tí nhỉ? Đổ cái đá xong thì đây. Cái này là có đá rồi ấy, cứng rồi. Nào, được chưa? Đây, đến đây thôi. Bên chỗ này là có toàn đá đấy, anh em mình đóng nó khó đấy. Ui, chú anh gặp đá hay sao rồi sửa ạ? Chưa? Được. Tôi đi gặp đá cho. Đây lấy gạch đóng đi. Đây, ở đây thì có hai cái nguồn nước của bác này. Cái nguồn nước thì bây giờ đã cạn rồi. Còn là mỗi cái nguồn nước ở bên này thôi. Nhẹp véo bên này chút nhẹp kìa. Đấy. Thực cái nhẹp đây tao chút đổ chút. Chút tổ.
Ông thì hôm nay là chỉ có lại ba ông cháu là tự làm với nhau cả cô bác. Trên nhà xử thì trên kia thì có một người nhà thì cũng đang làm nhà ấy, thành ra là bà con là cũng đi hộ nhau hết rồi. Sao bên đục à? Vâng. Chỗ nào mà nó cao quá thì mình phải đục bớt nó đi. Ê, vứt vào đây luôn. Chỗ này thì hơi cao rồi nhở? Vâng. Hay ngày mai anh em đổ thì gió lực sẽ đảo ở đây thêm một ít để mà nhét ra xi vào các bác nhé. Ô này, dê à? Để nó về tốt này bộ trời à? Phải lưu đi nhai về nào? Phải hóa lầm lưu đi rồi. Phải lưu đi chung một nhai. Đấy, bà này tao hoạt lại cho dê à? Thò đi không? Lưới chung ở nhà này. Đấy. Sự biết không? Cái gì? Chỗ này là mình phải hót ra một tí cho như kiểu này này. Rồi. Đúng rồi. Cho nước qua mình đấy. Đúng rồi, mình phải hót hót qua một chút. Đấy, em bảo với ông là hót qua một chút nhé. Nên tắm đấy. Đúng rồi. Thôi tắm lên, chỗ này mình phải làm thấp hơn nhá. Đúng rồi. Mình phải làm thấp hơn chỗ này. À, sau này thì có thể để bỏ đây một cái ránh đi này. Vâng. Hay làm một cái ránh, ngày mai thì mình có thể ngăn được ở đây một cái ránh này. Vâng. Khi mà mình đi vào đổ ấy. Vâng. Để mà khi mà sau này mình tắm ở đây ấy, thì nó mới không có bị lại chảy vào trong. Cuốc cái đầu nhỉ. Vào đây vào mấy phải to hò hò đi ưu dê à. Cái đầu nào ở đây to à nè. Đấy. Thì phương ra chút đổ xi tương đối luôn. Đấy, phải để cho nó thấy cái phần đáy của nó luôn. Cho nó như kiểu giống như kia kìa. Mai mình mới đổ được vào ấy. Hôm nay phải máy xe đốt đi nhờ. Anh em mình mỗi người làm một góc để cho nó là nhanh hơn.
Cái chỗ này thì ông nọ là chỗ của mấy anh em đổ cát đấy cô bác, cho nên là bây giờ còn là cát rất là nhiều. Cát ở đây thì nó lấn với lại sỏi với lại đất rồi, thành ra là cát này không có dùng được nữa, cho nên là sẽ đổ ra một góc ở bên kia thôi. Nhìn thế thôi mà đất có nhiều phết đấy nhở. Vậy bây giờ thì cháu Lực sẽ lại thay ông một chút cô bác ạ. Hãy xem những cái chỗ nào mà nó còn cao quá thì sẽ tận dụng lại là cái phần cát này thì mình lấp vào đây luôn để cho nó đầy và bằng phẳng một chút. Hay ông thì vừa làm là vừa xếp gạch luôn vào bên kia luôn các bác. Xử lý nóng quá nhờ. Thôi. Đấy, cái phần mái tôn ở trên này các bác này nó được lập như thế thì nó không có bị dột gì cả các bác nhá. Và ở phần trên cái chỗ phần đinh thì tất cả mọi cái cháu Lực đều là cắt cái lốp xe để mà cháu Lực đệm vào rồi, không cho nước bị dò vào trong rồi. Mà này xài yếm à? Ao. Mà này xài yếm à? Mama. Mama. Thấy các chú ở bên trên thì cũng đang làm nhà hay sao Sử nhỉ? Hay ở bên trên thì nhìn cháu Lực với lại em Sử làm, với lại ông làm thì cháu Lực gạ bảo là xuống đây làm một chút. Bạn dê bay hột vào. Ông đói sốc vậy à? Ôi, xe này đi khó phết đấy nhỉ? Thùng xăm hay sao rồi? Giờ móc bài hót đó. Đấy, ông thì ở bên này là xem là chỗ nào mà nó còn thấp xuống hay là cao lên thì ông sẽ gặt cho nó bằng phẳng lại. Mới nè nào? Mới nè hôn nè? Vẫn bao giờ chiến bố? Vậy tranh thủ đã trời nắng thì mấy anh em sẽ làm cân lực để nó hoàn thiện hết cái phần xung quanh của ngôi nhà em mà Sử đã cô bác ạ. Ây, từ đó nha. Nhưng ta đây ta
Đây làm xong sân cái là nhìn nó rộng rãi hơn hẳn các bác. Nếu mà bây giờ mà vận chuyển được à, cái chỗ mà đóng sỏi ra nữa thì nhìn à, sân nó sẽ là một cái góc khác luôn. Mệt chưa sứ? Mệt à? Làm nhà mình cũng mệt không? Làm ở đâu thì cũng mệt đúng không? Đấy, mình mệt thì nhưng mà mình sắp hoàn thiện ngôi nhà của mình rồi. Cào cào xem chỗ nào nó cao quá thì vét là nó thấp đi nhá. Tìm ra thì bao rẻ. Sao mất súng cám ấy. Sau này mà sơn xong ấy thì không biết là ngôi nhà của Sử là sẽ lộng lấy là thêm bao nhiêu nữa cả các bác ạ. Đấy, chắc chắn là sẽ lộng lấy hơn rất là nhiều. Đấy, phải nói là cũng xin cảm ơn các bác đã tài trợ cái phần tiền sơn cho ngôi nhà của em Sử các bác ạ. Đấy, ngôi nhà của Sử thì chi phí vật liệu các bác thì đã xa rồi mà trong đó lại còn là vận chuyển là một cái chặng đường từ bên điểm trường kia ra đến nhà của Sử rất là xa. Ở đây thì Tuấn Lực nói rất là xa thì nó cũng không phải là xa quá mà cái con đường nó đi nó khó ấy. Thực ra là khi mà thuê bà con ở trên này, bà con vận chuyển thì bà con cũng lấy cái tiền kinh phí nó rất là đắt cô bác ạ. Một chuyến xe có chuyến là người ta lấy 5 triệu, chuyến 4 triệu, có chuyến lên đến tận 6 triệu lần. Chỗ này hơi cao rồi Sử ạ, đây này. Chỗ này này. Đó. Chỗ đấy hơi cao rồi đúng không? Chỗ này này. Chỗ này là sau này cái chỗ mà đánh nước nó chảy. Đấy một tí nữa thì lấy cuốc để mà mình san lại thôi. Xẻ còn chỉ xúc được thôi. Hãy em xem là chỗ nào nó cao đi em sao nó phẳng phẳng đi nhá. Này á, ở bên này một tô mấy thùng gà dê à bên này. Sắt lối đổ thức lên tái chân lên mấy thùng gà này à. Bà nắp bên này á. Để bữa tôi mặc phá lối chút ngả nó ơn nè. Nó sai lối bữa lưu tí bộ ơn nào. Đấy. Đi đâu lỗ mà em, lỗ việc nông nào. Con lưng này đưa mấy thế nào em này à? Đi đâu mà phá trọng núi áo thùng khăn đây à? Lên lỗ ấy. Lỗ mà thằng này chứ mấy. Nó, lên bữa lưu hỏi tôi nằm nó còn tôi lỗ à? Lỗ đó lỗ hết tại này. Tại này thử lít bay còn. Số thế ruộng lưới nằm lông. Chắc bà lư, nó bên lỗ lỗ tắm nào lên bà lư à. Nhưng nàng lòng ấy bà lư si thẹc nào.
Mà này gì ông ba này mà lắng này mà gì? Nào mới mà phải giúp số đâu ta? Lắng cái liền này gì? Liền này bự đâu? À, này bự đâu ta ông ba? Ông mắt, ông gì mà đổ trộn nè? Còn là cái phần ở bên này thì sẽ phải là dùng cái tấm ván đó các bác, dùng tấm ván để đậy một chút để cho nó cái phần là sỏi của nó không bị trôi xuống dưới. Vào rồi. Đấy, sỏi nó mà trôi xuống dưới thì nó vừa là đi vướng đường này, xong lại vừa là rất là phí phần sỏi này. Nào rồi. Cái sỏi thì đợt nọ cho Lực cũng lấy vào là tính ra là nó sẽ dùng đi là một xe các bác ạ. Hay ở đây thì hiện tại là chưa có đổ phần sân đâu các bác nhá. Nếu mà đổ phần sân nữa thì nó sẽ lại đi thêm một nửa nữa rồi. Mà là thế đó. Bé này phải tỏ hằn như chú bộ lưới chú bộ long. Và làm tốt vào mắt được. Ồ, này xít này mi như thế nào chứ? Ngay đây có mà đi hẳn, đi được một vòng luôn. Giờ tôi bắt mà chém tốt này, mà chém này. Làm như vậy thì cũng một phần là cũng tránh cho trẻ con nữa. Trẻ con hay thích rất thích nghỉ cát của bác ạ. Còn cái chỗ phần này thì ngày mai là khi mà chỗ Lực tiến hành vào láng cái phần sân này thì để nó dùng đi bao nhiêu thì lúc đấy cho Lực mới lại làm tiếp tục là như thế để cho nó không có bị phần đá nó chảy đi đâu. Nhỏ thuốc này mà dễ, nhỏ thuốc này mà, nhỏ tí tí này mà. Nhỏ mà thế mà dễ, hơi cả này cái này, nhỏ thế mà. Đấy. Nhỏ thiếp mà gì? Đấy, về này đấy luôn. Ôi giời. Ủa đi thén chứ buồn gì à? Nào nó dễ nổ. Đấy, đấy luôn kìa. Sau một cái quá trình, một cái thời gian thì mấy anh em đã gần hoàn thiện xong cái phần sân rồi các bác. Ngày mai thì anh em đi vào láng cái phần nền, láng cái phần sân này thì nhìn giống nó rộng rãi hơn rất là nhiều. Mệt đấy nhỉ? Anh em mình nghỉ ngơi tí đã. Cái phần này thì anh nghĩ rằng là mình đổ lên đây sửa. Đấy, để sau này mà nó cho nó chặt xuống một tí. Có thể là ngày mai mình đổ đi đổ lên hết cũng được. Ở đây thì cháu Lực sẽ đổ cái phần này cho nó cao cao thêm một chút các bác nhá. Để tránh cái trường hợp là nước nó vào đây khá là nhiều, thành ra là sau này chỗ này nó sẽ bị ngấm nước ấy.
cho nên là đổ nó hơi dốc dốc ra một chút. Chỗ này thì nó sẽ cho nó thấp hơn thì nó nước nó chảy ra đầu bên kia. Đâu không xử. Đây á, thì ở đây này, cho nó mình thoát hẳn ở đây này. Thoát hẳn ở đây này. Đấy, thoát hẳn ở đây này. Không thì nếu mà đấy, không thì nếu mà không nó vòng quá thì anh em mình lại đào cái này ra một chút. Để nó thấp đi thì nó sẽ chảy ra được. Tại vì cái đầu bên này là bây giờ nó phẳng hơn rất là nhiều đúng không? Ôi xử máu người coi. Ô. À. Mình quay video. Nằm áo không? Ăn cơm ấy. Ăn cơm à? Anh xử thì cởi quần áo luôn các bác. Né né ra một chút chứ không phải xử ngại. Nè nè. Ờ. Hát tầm 2 phút rồi đấy à? Cởi hiểu. Hả? Nè nè. Cởi mình đẹp. Đây ở bên đằng sau thì đã đổ xong hết rồi các bác này. Đấy, hôm nay thì anh em đã lên phương án xong hết mọi cái rồi. Anh Sử thì nói là hôm nay cũng khá là mệt đấy nhờ. Vâng. Đấy, ông cũng thế, ông thì ba ông cháu là đều lên trên này cả các bác ạ. Ở đây thì hiện tại thì đã là ông với lại Sử đã đi nhặt đá về để mà kè lên một chút rồi. Cái kè thì nó chưa được cao quá. Và chúng tôi cũng nói lại thêm một lần nữa các bác nhá. Ở cái phần dưới chân của nó đấy, nó vừa là đất cứng, thành ra là lúc mấy anh em vừa đào phần nền này xong là ông vừa bê đá lên để làm kè rồi. Bây giờ thì anh em mình dọn thôi nhỉ, xong rồi đúng không? Vâng, xong rồi. Mai thì sẽ đổ cái chỗ này thì mai mình sẽ chắc là làm một cái ránh nhá. Vâng. Cái ránh nhỏ nhỏ. Phải được cái này không? Còn ở cái phần này thì sau này sẽ tính vào là đi vào sau các bác. Xử anh em mình ra phần hiên nhà sau nhà tí nhỉ? Vâng. Đấy, cuốc để đây xong tí mình rửa sau. Đấy, ở phần đằng sau nhà này các bác này, ở đây thì cũng đã cứng rồi đúng không? Cứng rồi ạ. Đấy, ở đây thì cũng đã đổ xong hết rồi các bác nhá. Ôi, cái này thì có khi là chắc mình phải đầm xuống một tí xử ạ. Vâng. Nhà, đầm để cho nó cũng như là nó vừa đẹp luôn. Vâng. Đấy, ở đây thì đã đổ xong hết rồi các bác nhá, đã đổ. Chỗ lực đã đổ xong phần nhà này và cái phần xi mà để mà hoàn thiện cái phần sân cũng như là đằng sau nhà của ba ông cháu thì là chỗ lực trích cái tiền của tiền sơn ấy, tiền sơn ra, còn dư thì chỗ lực là trích cái tiền ra để mua sơn luôn, và công cán thì mấy anh em là tự bỏ công ra để mà làm luôn thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Đấy, không nọ thì chỗ lực cũng đã bảo mấy anh em thợ là nếu mà làm thêm chỗ này là bao nhiêu thì chỗ lực cũng chia sẻ thật luôn là mấy anh là lấy bảo là 6 triệu cái công của bác. 6 triệu là vừa đào đất này, xong là vừa làm mọi cái. Đấy, bây giờ thì mấy anh em tiết kiệm được khá là nhiều. Phần này thì có thể là chấm lực lấy lên hơn 1 tấn xi thôi. 1 tấn xi là 2 triệu. Chở đến ra đến ngoài sân bên kia. Đến điểm trường bên kia là 2 triệu. Còn vận chuyển từ vào trong này nữa thì là chắc là thêm tầm 500 nghìn tiền cước nữa 1 tấn không bác? Đây thì bây giờ mà mưa ra, mưa đây thì nó cũng chảy vào đây đúng không? Vâng. Đấy, tại vì là mình đã làm phần này nó cao lên rồi. Vâng. Đấy, thì ngày mai thì mấy anh em sẽ đi vào hoàn thiện được cái phần sân nữa cho nó vâng. Ok tất cả mọi cái này. Cái này thì để làm gì xử biết không? Là tránh nước ạ. Tránh nước à? Vâng. Cái này thì ok chưa? Ok rồi ạ. Đẹp chưa? Vâng. Đấy, sau này mà mình vào sơn ấy, thì mình phải bay hết cái này đi này. Vâng. Máy nó mịn lại thì mình mới sơn được. Vâng. Nhưng mà ở đấy thì cái chuyện này là của mấy anh em ở trong thợ sơn. Vâng. Đấy, nếu mà anh mà chưa lên ấy, Sử mà nhìn thấy là các anh không có mài như này ấy thì Sử bảo anh nhá. Vâng. Anh sẽ bảo là người ta là làm lại cho anh. Vâng. Ôi ông thì đi về rồi. Vâng. Đây, ông thì đi về trước rồi các bác ạ. Đây, bây giờ thì phải nói là đang dần vào hoàn thiện thì xung quanh nhà Sử thì có rất là nhiều những cây trống hay là tấm ván. Đấy, khi mà hoàn thiện xong mọi cái rồi thì mình sẽ tận dụng lại những cái tấm ván hay là những cái cây này để làm chuồng trại hay là gì đấy cô bác này. Đấy, còn cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Đấy, chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và xin cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị luôn luôn đồng hành cùng bạn em cô bác nhé. Sử thì thấy ngôi nhà của mình càng ngày càng hoàn thiện thì Sử cảm thấy như nào? Thấy vui ạ. Thấy vui à? Vâng. Có thích không? Có ạ. Thích cái ngôi nhà của mình hiện tại đang có bây giờ không? Có ạ. Có điều gì mà không hợp ý của Sử ở ngôi nhà này không? Không có đâu ạ. Không à? Vâng. Ví dụ như anh làm cửa sổ như này thì Sử có
Thắc mắc bảo là làm nhiều quá không? Không ạ. Không à? Vâng. Là có ai hàng xóm đã từng vào đây để xem ngôi nhà của Sử rất là nhiều đúng không? Vâng. Người ta đánh giá ngôi nhà của Sử là như nào? Bảo là cửa sổ nhiều quá. Bảo là cửa sổ nhiều quá à? Vâng. Đã đánh giá cửa sổ nhiều à? Vâng. À, nhưng mà cửa sổ nhiều thế này mình anh vẫn lắp lắp à, lắp cửa sổ mà. Vâng. Đấy, lắp cửa sổ thì à, có thể là đến mùa hè ấy. Đến Vâng. mùa hè thì mình mở hết cửa sổ ra thì nó mát ở trong ngôi nhà rồi. Vâng. Đấy, và nó rất là thoáng. Vâng. Đấy, cho nên là em rất là yên tâm là anh mở cửa sổ nhiều thì cũng có cái lý do nó cả nhá. Vâng. Đây ở đây thì là lúc đầu anh định mở hai cửa sổ thôi, một cửa sổ thôi. Nhưng mà trong đó được bác Mạnh Thường Quân nói bảo là mình nên mở nhiều cửa sổ hơn một chút thì nó sẽ thoáng ngôi nhà đi. Vâng. Đấy. Như nhà của Sử là không có để bàn thờ đúng không? Vâng. Bàn thờ thì không có để dân tộc mà Mông của bác thì không có để, thành ra là sẽ không có phải cần sắm thêm bàn thờ nữa. Bây giờ thì ở trong nhà thì chỉ có sắm là hai cái giường này, thêm là hai cái tủ này, một bộ bàn ghế này, một cái tivi này, một cái tủ lạnh này, một cái bộ bếp ga này, và một cái đồ để mà mình nó cái tủ để mình đựng chén rồi các bác. À, những cái phần đấy thì cũng đã được các bác gửi tiền cho Lực mua rồi các bác, gửi tiền cho Lực để cho Lực đi mua rồi. À, nhưng mà hiện tại là cho Lực chưa vào hoàn thiện thì cho Lực chưa có thể là mua được. Còn hai cái giường thì cho Lực sẽ khi mà làm cửa sổ xong hết, cháu Lực sẽ cân xem là còn dư bao nhiêu. Còn dư ra bao nhiêu thì cháu Lực sẽ mua cho em Sử thêm là hai cái giường. Đấy, còn về cái tủ lạnh này với lại bộ bếp ga này với lại cái tủ và đựng chén đấy thì hai cái vật dụng đấy thì hiện tại là cháu Lực chưa dám quyết định là sẽ mua cho Sử. Đấy, có thể là để một thời gian nữa các bác giúp đỡ thì đến lúc đấy thì mới mua được các bác ạ. Đấy, trước tiên thì cứ hoàn thiện cái ngôi nhà đã. Đấy, còn bây giờ thước phim này thì khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào cô bác. Chào sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.